Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, ngắm các vì sao trên bầu trời là một công việc hết sức thú vị của các nhà khoa học và những người yêu thích thiên văn. Trong số hàng triệu các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, có những ngôi sao rất lớn và rất sáng. Nếu đem chúng so sánh với mặt trời, thì mặt trời của chúng ta quả thực hết sức nhỏ bé. Vậy hôm nay, Tốt Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá những ngôi sao bí ẩn bậc nhất của vũ trụ trong video tổng hợp ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Thiên hà Milky Way chứa hệ mặt trời của chúng ta là một thiên hà xoắn ốc được bao quanh bởi bốn cánh tay xoắn ốc lớn. Nơi đây vẫn luôn ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá. Theo tính toán của các nhà khoa học, trong thiên hà Milky Way có chứa rất nhiều các ngôi sao. Số lượng của nó được ước tính vào khoảng từ 200 đến 400 tỷ ngôi sao. Trong các ngôi sao đó có những ngôi sao rất trẻ và rất sáng, và cũng có những ngôi sao có khối lượng siêu lớn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng điểm qua những ngôi sao bí ẩn này. Ngôi sao Rigel và chòm sao Lạp Hộ. Ngắm các ngôi sao trên bầu trời đêm và tìm kiếm các chòm sao là một điều vô cùng thú vị. Không biết đã bao giờ bạn ngơ lên bầu trời và tìm kiếm các chòm sao trong bầu trời đêm chưa? Nếu đã từng, chắc hẳn chòm sao mà bạn dễ dàng nhận thấy nhất đó là chòm sao thợ săn Orion, hay còn gọi là chòm sao Lạp Hộ. Nằm trong chòm sao này có một ngôi sao mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là sao Rigel. Đây là ngôi sao sáng thứ 7 trên bầu trời đêm và là ngôi sao sáng nhất trong chòm Orion. Nằm ở một khoảng cách khá xa, cách trái đất khoảng 860 năm ánh sáng, chúng ta đang đi đến một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh Rigel. Ở khoảng cách này, với khoa học hiện tại, có lẽ chúng ta chỉ biết đứng từ xa để quan sát nó. Vì nếu ta cố gắng đi đến đó bằng một tàu vũ trụ nhanh nhất hiện nay với vận tốc 60.000 km/h thì chúng ta phải mất 15,6 triệu năm tàu vũ trụ mới bay đến đó được. Quả thực đây là thách thức rất lớn với nhân loại. Khi quan sát ngôi sao, dựa theo kích thước và độ sáng của nó, các nhà khoa học phân loại Rigel là một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh. Về kích thước của ngôi sao, nó có bán kính gấp khoảng 79 lần bán kính của mặt trời, tức bán kính của ngôi sao vào khoảng 55 triệu km. Còn về khối lượng của nó thì nó gấp khoảng 21 lần khối lượng của mặt trời. Nếu tính ra kg thì nó vào khoảng 4,177 x 10 mũ 31 kg. Có lẽ với khối lượng và kích thước này, nó không phải là ngôi sao quá lớn, nhưng khi xét về độ sáng của nó thì thật là kinh khủng. Theo đó, ngôi sao có độ sáng gấp khoảng 120.000 lần độ sáng của mặt trời. Chính vì độ sáng khủng khiếp như vậy mà trên đây nó có một nhiệt độ bề mặt vô cùng lớn. Qua phân tích quang phổ, Rigel là một ngôi sao dãy chính có quang phổ loại B9V. Với quang phổ loại này, nó có nhiệt độ bề mặt vào khoảng 12.100 độ K, tức khoảng 11.827 độ C. Đây quả thực là một ngôi sao vô cùng nóng bỏng và mạnh mẽ đúng không các bạn? Một điều khá đặc biệt trên ngôi sao này mà ít được nhắc tới, đó là Rigel là một hệ sao. Xung quanh ngôi sao Rigel này còn có 3 ngôi sao khác nữa. Qua đó, các ngôi sao được đặt tên lần lượt là Rigel BA, Rigel BB và Rigel C. Trong đó, Rigel BA và Rigel BB là một hệ sao nhị phân, nằm cách ngôi sao dãy chính Rigel khoảng 2.200 đơn vị thiên văn AU, tức khoảng cách của nó đến ngôi sao chính Rigel gấp 2.200 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Đây là một khoảng cách khá xa của các ngôi sao đồng hành. Nếu tính ra km thì nó vào khoảng 330 tỷ km. Với khoảng cách này, nó gấp khoảng 73 lần khoảng cách từ hải vương tinh đến mặt trời, hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời. Kể từ khi được phát hiện, hệ sao nhị phân Rigel B này, các nhà khoa học rất khó tính toán chuyển động quay quanh ngôi sao chính Rigel. Theo ước tính, hệ sao nhị phân này mất khoảng 18.000 năm để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này đồng nghĩa, để thực hiện một vòng quay quanh ngôi sao chính Rigel, hệ sao nhị phân Rigel B cần 18.000 năm mới thực hiện được điều đó. Chính vì ở khoảng cách rất xa và độ sáng của sao Rigel rất lớn, nên việc quan sát và phân tích các ngôi sao đồng hành của nó gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng khi phân tích kỹ hơn về hệ sao nhị phân đồng hành này, các nhà khoa học tính toán với sao Rigel BA
Nó có khối lượng gấp khoảng 3,84 lần khối lượng của mặt trời. Còn sao Rigel BB có khối lượng gấp khoảng 2,94 lần khối lượng của mặt trời. Và hai ngôi sao này quay quanh nhau theo một chu kỳ khoảng 9,86 ngày trái đất. Tức để thực hiện được một vòng quay quanh hệ nhị phân này, nó mất 9,86 ngày trái đất. Nếu bạn có kính viễn vọng chuyên dụng, bạn có thể dễ dàng quan sát hệ nhị phân này bên cạnh ngôi sao Rigel. Còn về ngôi sao Rigel C, theo các nhà khoa học, có khả năng đây là một sao lùn cam. Khối lượng ước tính vào khoảng 3,84 lần khối lượng của mặt trời. Tức nó có khối lượng vào khoảng 7,638 x 10^30 kg. Nó có một chu kỳ quỹ đạo rất chậm. Theo ước tính của các nhà khoa học, ngôi sao Rigel C mất khoảng 250.000 năm mới hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo quanh sao chính Rigel. Đây quả thực là một chu kỳ quỹ đạo cực lâu. Thật là những điều thú vị đúng không các bạn? Hãy comment bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng mọi người nhé! Quay trở lại ngôi sao Rigel, qua quan sát đây là một ngôi sao biến thiên. Như các bạn đã biết, sao biến thiên là ngôi sao có độ sáng biểu kiến thay đổi liên tục. Theo đó, cường độ biến thiên của Rigel dao động từ khoảng 0,05 đến 0,18. Độ biến thiên của ngôi sao được phát hiện lần đầu vào năm 1930. Với độ biến thiên khá nhỏ này, các nhà khoa học cần phải có thiết bị đo biến quang mới xác định được sự biến thiên đó. Còn với mắt thường, chúng ta rất khó nhận ra độ biến thiên này. Rigel là một ngôi sao phát ra nguồn năng lượng cực lớn. Chính vì vậy, nó cần đốt cháy rất nhiều nguyên liệu hydro và heli. Và trong quá trình đốt cháy đó, nó đã làm bốc hơi một lượng vật chất rất lớn. Qua những tính toán giả lập trên máy tính, thì ngôi sao Rigel đã bốc hơi khoảng 3 lần khối lượng của mặt trời từ khi nó được sinh ra. Đây là một lượng vật chất rất lớn bị đốt cháy và mất đi, bởi vậy nó tạo ra những cơn gió sao rất khủng khiếp. Theo ước tính, những cơn gió sao trên Rigel có vận tốc khoảng 300 km/giây, tương đương 1/1000 vận tốc của ánh sáng. Với một nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy, rất khó để tồn tại những hành tinh xung quanh Rigel, bởi vì khi đó, các hành tinh sẽ bị thổi bay bởi nguồn năng lượng cực lớn của ngôi sao tỏa ra. Rigel là một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh, nó đang cạn kiệt nhiên liệu hydro trong lõi của nó. Qua phân tích các thuộc tính xung quanh Rigel, các nhà khoa học nhận thấy ngôi sao đã trải qua thời kỳ siêu sáng màu đỏ, sau đó nó đã tăng nhiệt độ để trở thành một ngôi sao khổng lồ xanh. Như một quy luật trong vũ trụ, những ngôi sao càng lớn, càng sáng thì tuổi đời của nó càng ngắn. Với sao Rigel, nó chỉ tồn tại được hơn 8 triệu năm tuổi, một tuổi đời rất trẻ so với 4,6 tỷ năm của mặt trời. Và có lẽ nó sẽ sớm kết thúc cuộc đời của nó bằng một vụ nổ siêu tân tinh. Với kích thước và khối lượng hiện tại của nó, sau vụ nổ, Rigel sẽ trở thành một ngôi sao neutron. Và một điều thú vị đó là, nếu ngôi sao Rigel xảy ra vụ nổ siêu tân tinh, thì ở trái đất chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến một bữa tiệc ánh sáng. Với khoảng cách 860 năm ánh sáng, nếu vụ nổ xảy ra, có lẽ ánh sáng của vụ nổ sẽ gấp khoảng 300 lần ánh sáng của sao Kim khi ta quan sát trên bầu trời. Tức nó sáng bằng khoảng 1/4 ánh sáng của mặt trăng trên bầu trời. Và thời điểm đó, buổi tối chúng ta có thể nhìn thấy được hai mặt trăng trên bầu trời cùng một lúc. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể tính toán được thời gian bao lâu nữa sao Rigel sẽ xảy ra vụ nổ siêu tân tinh. Nhưng các bạn biết đấy, ở khoảng cách 860 năm ánh sáng, giả sử ngay lúc này đây, trên ngôi sao có xảy ra vụ nổ, để quan sát được ánh sáng đó chúng ta phải chờ đợi 860 năm nữa mới có thể nhìn thấy. Điều này chứng tỏ chúng ta không có cơ hội quan sát bữa tiệc ánh sáng của vụ nổ này trong cuộc đời mình. Nếu bạn là người yêu thích ngắm các vì sao trên bầu trời đêm, thì bạn có thể dễ dàng ngắm sao Rigel, bởi vì đây là một ngôi sao rất sáng. Bạn có thể nhìn thấy nó ở góc dưới của chòm sao thợ săn Orion. Đây là một trong những chòm sao dễ quan sát nhất trên bầu trời. Bạn có thể bắt gặp Orion ở phía đông trước bình minh vào cuối mùa hè. Còn vào buổi tối, tháng 1, Orion tỏa sáng nổi bật trên bầu trời vào giữa đêm. Đến đầu tháng 3, ngay khi mặt trời lặn, Orion đã ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Để tìm được sao Rigel, trước tiên bạn hãy tìm chòm sao Orion. Bạn sẽ nhận thấy ba ngôi sao trong một đường thẳng. Những ngôi sao này đánh dấu vành đai của chòm sao Orion. Nằm ở phía dưới góc phải,
hoặc góc 90 độ của chòm sao, đó là sao Rigel. Còn ở phía bên trên, bạn sẽ thấy một ngôi sao, đó là Betelgeuse với tông màu cam đặc trưng. Một lưu ý nhỏ cho các bạn khi quan sát, đó là bạn đừng nhầm lẫn giữa sao Rigel và sao Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Ngôi sao Ngưu Lang Chức Nữ. Ngưu Lang Chức Nữ, một câu chuyện cảm động lòng người từ cổ chí kim truyền lại. Câu chuyện kể về chuyện tình ngang trái của đôi nam nữ trên cung đình, dựa trên các ngôi sao có thật trên bầu trời. Vậy các ngôi sao này xuất hiện trên bầu trời như thế nào mà dân gian ta gợi ra được hình ảnh và câu chuyện tình cảm động như thế? Hãy cùng Hải Yến đi tìm hiểu nhé! Trước tiên là sao Ngưu Lang. Theo truyền thuyết thì đây là một chàng trai trân châu của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn trên bầu trời, nó là một ngôi sao rất sáng. Nó là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng và có độ sáng xếp thứ 12 trên bầu trời đêm. Nằm cách trái đất 16,8 năm ánh sáng, với khoảng cách này, xét trong thiên văn thì nó rất gần. Nhưng nếu tính ra km thì nó vào khoảng 159.600 tỷ km. Và nếu bạn muốn đến thăm ngôi sao Ngưu Lang này bằng một tên lửa đẩy với vận tốc 7,9 km/giây, bạn sẽ mất khoảng 640.000 năm mới đến đó được. Và có lẽ với khoa học hiện nay, chúng ta chưa có phương án nào khả thi để du hành đến đó. Theo phân tích quang phổ, đây là một ngôi sao trắng, nó có kích thước và khối lượng đều lớn hơn mặt trời của chúng ta. Nhưng điều đặc biệt, trên sao Ngưu Lang là nó có một tốc độ tự quay cực nhanh. Lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung nhé. Mặt trời là ngôi sao nhỏ hơn sao Ngưu Lang, nhưng nó mất đến hơn 25 ngày mới thực hiện được một vòng quay quanh trục. Còn sao Ngưu Lang thì để làm việc đó, nó chỉ mất vỏn vẹn 8,9 giờ. Đây là một tốc độ quay chóng mặt. Chính bởi vậy mà sao Ngưu Lang trở thành một hình cầu dẹt. Theo tính toán, đường kính tại xích đạo của nó lớn hơn khoảng 14% so với đường kính theo hai cực. Ngoài ra, sao Ngưu Lang rất được các nhà khoa học quan tâm bởi vì nó là một ngôi sao biến thiên yếu. Nó yếu đến mức các nhà khoa học phải sử dụng những dụng cụ siêu nhạy mới đo được độ biến thiên của nó. Còn với những thiết bị thông thường sẽ không nhận ra điều này. Theo các nhà khoa học, khả năng độ biến thiên yếu của Ngưu Lang liên quan đến tốc độ tự quay chóng mặt của nó. Đây là một ngôi sao có quang phổ loại A1V. Với quang phổ loại này, nó có nhiệt độ khá cao. Theo tính toán, nhiệt độ bề mặt của Ngưu Lang vào khoảng 7.550 độ K, tức khoảng tương đương 7.277 độ C. Và nếu ta có thể đặt ngôi sao Ngưu Lang này vào thay thế vị trí của mặt trời, thì sự sống trên trái đất sẽ bị hủy diệt, bởi vì sao Ngưu Lang tỏa ra ánh sáng nhìn thấy gấp 11 lần mặt trời của chúng ta. Chính vì vậy, trái đất sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt. Còn nếu xét về khối lượng, sao Ngưu Lang có khối lượng gấp khoảng 1,79 lần khối lượng của mặt trời. Còn về bán kính thì nó cũng gấp từ 1,63 đến 2,03 lần bán kính của mặt trời. Khi xem đến đây, chắc chắn nhiều bạn sẽ có câu hỏi rằng, làm sao ta có thể quan sát được Ngưu Lang? Điều này thì không mấy khó khăn, bởi vì sao Ngưu Lang là ngôi sao rất sáng, nó được xếp hạng sáng thứ 12 trên bầu trời đêm. Với độ sáng biểu kiến của ngôi sao là 0,77, sao Ngưu Lang là một đỉnh của tam giác mùa hè và bạn rất dễ dàng quan sát nó trong bầu trời đêm bằng mắt thường. Nếu bạn là người yêu thích thiên văn, bạn có thể ra ngắm bầu trời và tìm kiếm ngôi sao Ngưu Lang này nhé. Các bạn lưu ý rằng, tam giác mùa hè là một mảng sao gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của nửa bắc bán cầu của bầu trời, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang, sao Thiên Tân và sao Chức Nữ. Và bây giờ, chúng ta tiếp tục cùng khám phá ngôi sao Chức Nữ Vega này các bạn nhé! Nằm ở một đỉnh của tam giác mùa hè cùng với sao Ngưu Lang, Chức Nữ là một ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm và sáng thứ 5 trên bầu trời đêm. Và đây là nàng tiên nữ dệt vải trong truyền thuyết. Do đam mê tiếng tiêu của chàng Ngưu Lang nên Chức Nữ trễ nải việc dệt vải. Bởi vậy cả hai phải ở cách xa nhau. Còn về thiên văn, Chức Nữ là một ngôi sao cũng khá gần trái đất. Nó cách trái đất một khoảng bằng 25,27 năm ánh sáng. Đây cũng là một ngôi sao khá gần với trái đất nếu xét về khoảng cách trong thiên văn.
Nhưng nó cũng là thách thức lớn với các nhà khoa học hiện nay, bởi vì nếu tính ra km thì nó sẽ vào khoảng 240.000 tỷ km. Về độ sáng của chiếc nữ, nó là một ngôi sao khá mãnh liệt với quang phổ loại A0V. Với quang phổ loại này, nó sáng mãnh liệt hơn sao Ngưu Lang. Về khối lượng, sao chiếc nữ theo tính toán thì nó gấp khoảng 2,11 lần khối lượng của mặt trời, tức sao chiếc nữ có khối lượng là 4,005 x 10 mũ 30 kg. Về bán kính của sao chiếc nữ là khoảng 1 triệu 739.000 km. Với bán kính này, nó gấp khoảng 2,5 lần bán kính của mặt trời. Chiếc nữ là một ngôi sao xét về kích thước và khối lượng, nó đều lớn hơn sao Ngưu Lang và mặt trời của chúng ta. Còn về cường độ sáng thì nó sáng gấp khoảng 50 lần độ sáng của mặt trời. Đây quả thực là một thiếu nữ vô cùng cuốn hút và mạnh mẽ đúng không các bạn? Điều đặc biệt, trên ngôi sao chiếc nữ là nó có đĩa bụi và khí quanh nó. Đây là những dấu hiệu hiện diện của các đứa con trong tương lai. Tức các hành tinh xoay quanh sao chiếc nữ sẽ được hình thành trong tương lai không xa. Phải chăng đây là kết quả của bao nhiêu năm chờ đợi của Ngưu Lang và chiếc nữ? Thật là những điều thú vị đúng không các bạn? Hãy comment bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng mọi người nhé! Các quan sát bằng kính viễn vọng vào năm 2006 cho thấy sao chiếc nữ đang quay rất nhanh. Nó nhanh đến nỗi các cực của nó nóng hơn vài nghìn độ so với đường xích đạo của nó. Ngôi sao chỉ mất 12,5 giờ để thực hiện một vòng quay quanh trục của nó. Điều này cho thấy chiếc nữ cũng là một ngôi sao rất quay cuồng, giống sao Ngưu Lang. Theo tính toán, nhiệt độ trên chiếc nữ rất nóng bỏng. Nó có nhiệt độ bề mặt khoảng 9.602 độ K, tức khoảng 9.329 độ C. Với nhiệt độ này, nó nóng hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều, và nó cũng nóng bỏng hơn người bạn trai Ngưu Lang của nó. Chiếc nữ quả thật là một cô gái nóng bỏng và thu hút, bởi vậy các nhà khoa học thường lấy chiếc nữ để xác định độ sáng tuyệt đối. Bởi vì độ sáng biểu kiến của chiếc nữ được chọn là bằng 0 trên mọi bước sóng. Ngoài ra, sao chiếc nữ còn là chủ đề của nhiều cái đầu tiên trong thiên văn học. Qua đó, năm 1850, nó là ngôi sao đầu tiên được chụp ảnh. Năm 1872, nó là ngôi sao đầu tiên có quang phổ được ghi lại. Và nó cũng được tranh cãi là có phải ngôi sao đầu tiên được đo lại biến đổi vị trí góc của mình năm 1837. Cuối cùng, nó là ngôi sao đầu tiên có loại xe ô tô được đặt tên theo khi Chevrolet sản xuất xe Vega năm 1971. Chiếc nữ quả thực là một nàng tiên nữ hấp dẫn, không chỉ với chàng trai trân châu Ngưu Lang mà với cả các nhà khoa học trên trái đất nữa. Có lẽ bởi sự quyến rũ của chiếc nữ mà truyền thuyết viết lên một câu chuyện tình cảm động với sao Ngưu Lang. Qua đó, truyền thuyết kể rằng Ngưu Lang là một vị thần trân châu của Ngọc Hoàng Thượng Đế vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải, tên là chiếc nữ, nên bỏ bê việc trân châu, để châu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chiếc nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ bắt cả hai phải ở xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và chiếc nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần, hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là Mưa Ngâu. Thời bấy giờ, sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào cả, nên Ngọc Hoàng mới ra lệnh cho làm cầu để Ngưu Lang và chiếc nữ được gặp nhau. Các phường thợ mộc ở trần thế được mời lên trời để xây cầu. Vì mạnh ai nấy làm, không ai nghe ai, họ cãi nhau chí chóe, nên đến kỳ hạn mà cầu vẫn không xong. Ngọc Hoàng bực tức, bắt tội các phường thợ mộc hóa kiếp làm quà, lấy đầu sắp lại làm cầu cho Ngưu Lang và chiếc nữ gặp nhau. Vì thế cứ tới tháng 7 là loài quạ phải họp nhau lại để chuẩn bị lên trời Bắc Ô Kiều. Khi gặp nhau, nhớ lại chuyện xưa nên chúng lại lao vào cắn mổ nhau đến rác sơ lông cánh. Ngưu Lang và chiếc nữ lên cầu, nhìn xuống thấy một đám đen lúc nhúc ở dưới chân thì lấy làm gớm ghiếc, mới ra lệnh cho đàn chim ô thước mỗi khi lên trời làm cầu thì phải nhổ sạch lông đầu. Từ đó, cứ tới tháng 7 thì loài quạ lông thì sơ xác, đầu thì rụng hết lông. Và cũng có dị bản khác cho rằng tên gọi của Ô Kiều là cầu ô thước.
do chim ô tức quạ đen và chim thước tức chim khách kết cánh tạo ra. Ngôi sao NML sinh nở. Thiên Nga là một chòm sao ở Thiên Cầu Bắc. Với diện tích 804 độ vuông, Thiên Nga là chòm sao chiếm diện tích thứ 16 trên bầu trời. Ở Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận biết ra chòm sao Thiên Nga. Nhìn lên bầu trời, bạn chỉ cần tìm kiếm được vị trí tam giác mùa hè. Đây là một tam giác tưởng tượng trên bầu trời, được tạo nên bởi ba ngôi sao rất sáng. Đó là sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ và sao Thiên Tân. Khi bạn đã tìm kiếm ra được tam giác mùa hè rồi, thì đồng nghĩa với việc bạn đã tìm ra được chòm sao Thiên Nga. Bởi vì chòm sao Thiên Nga được tạo nên bởi 10 ngôi sao, trong đó sao Thiên Tân mang biểu tượng của cái đuôi Thiên Nga và nó là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao. Khi bạn xác định được chòm sao Thiên Nga, bạn hãy lấy kính thiên văn quan sát khu vực được tạo ra bởi cái đuôi và cánh phải của Thiên Nga. Bạn sẽ thấy một ngôi sao cực siêu khổng lồ đỏ, đó là ngôi sao NML sinh nở. Theo ghi nhận của các nhà khoa học, đây là ngôi sao lớn thứ hai về kích thước trong vũ trụ mà con người biết đến. Kích thước của nó chỉ đứng sau ngôi sao Scuti. Để cho các bạn dễ hình dung về kích thước khổng lồ của nó, hãy nhấn lấy một ví dụ như sau. Trái đất thân yêu của chúng ta, nơi mà con người đang sinh sống là một hành tinh khá rộng lớn với bán kính vào khoảng 6.371 km. Nhưng nếu đem so sánh nó với kích thước của mặt trời thì trái đất thật nhỏ bé. Nó có bán kính chưa bằng 1% bán kính của mặt trời. Điều này chứng tỏ mặt trời của chúng ta có kích thước rất lớn. Nhưng khi đem mặt trời so sánh với ngôi sao NML sinh nở thì mặt trời của chúng ta lại rất nhỏ bé, bởi vì ngôi sao có bán kính gấp khoảng 1.640 lần bán kính của mặt trời. Chính vì vậy, khi đặt mặt trời bên cạnh ngôi sao, mặt trời của chúng ta chỉ như một chấm vàng nhỏ ở bên cạnh. Còn nếu tính ra km, ngôi sao NML sinh nở có bán kính vào khoảng 1.142.000.000 km. Với bán kính này, nếu bạn có một phép màu đặt ngôi sao thay thế vị trí của mặt trời của chúng ta, thì bán kính của nó sẽ chạm gần đến quỹ đạo của thổ tinh. Đây quả thực là một siêu sao khổng lồ đúng không các bạn? Chính vì vậy, nó được xếp ở vị trí á quân về kích thước trong vũ trụ tính đến thời điểm hiện tại. Không những có một kích thước khổng lồ, ngôi sao còn có độ sáng cực lớn. Theo tính toán thì cường độ sáng của nó gấp khoảng 272.000 lần cường độ sáng của mặt trời. Có lẽ chính bởi cường độ sáng lớn như vậy nên nó là một ngôi sao cô đơn. Các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ một hành tinh hay một người bạn đồng hành nào của ngôi sao. Nếu giả sử xung quanh ngôi sao có người bạn đồng hành thì có lẽ nó đã bị ngôi sao nuốt trọn, hoặc với cường độ sáng lớn như vậy, nó sẽ thổi bay toàn bộ vật chất trên những người bạn đồng hành này. Quan sát kỹ hơn về ngôi sao, các nhà khoa học nhận thấy đây là một ngôi sao có quang phổ loại mờ. Chính vì vậy nó có một nhiệt độ bề mặt rất mát. Theo tính toán thì nhiệt độ bề mặt của ngôi sao chỉ vào khoảng 2.500 đến 3.250 độ K. Với nhiệt độ này, nó còn thấp hơn nhiệt độ bề mặt của mặt trời rất nhiều. Có nhiều bạn thường hỏi Hải Yến rằng tại sao nhiệt độ bề mặt của nó thấp như vậy mà ngôi sao lại có cường độ sáng rất mạnh? Điều này có thể được giải thích như sau. Cường độ sáng của một ngôi sao có thể phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ và kích thước. Chính vì vậy, tuy ngôi sao này có nhiệt độ bề mặt khá mát, nhưng bù lại kích thước của nó lại siêu lớn. Chính vì vậy, tổng cường độ sáng của nó tỏa ra mạnh gấp 272.000 lần cường độ sáng của mặt trời. Tuy rằng nó có cường độ sáng lớn như vậy, nhưng bạn không thể quan sát nó bằng mắt thường trên bầu trời, bởi vì nó có cấp sao biểu kiến là 16,6. Với cấp sao biểu kiến này, bạn cần có sự hỗ trợ của kính thiên văn chuyên dụng mới quan sát được ngôi sao. Sở dĩ nó có cấp sao biểu kiến lớn như vậy là vì nó nằm ở một khoảng cách rất xa trái đất. Theo tính toán, ngôi sao cách trái đất khoảng 5.250 năm ánh sáng. Đây là một khoảng cách rất xa trong vũ trụ. Ở khoảng cách này, nó gấp khoảng 1.120 lần khoảng cách của hệ sao gần trái đất nhất, Alpha Centauri. Chính bởi khoảng cách xa như vậy, mãi cho đến năm 1965, các nhà khoa học mới phát hiện ra sự hiện diện của ngôi sao trên bầu trời. Và đương nhiên, với khoảng cách này, việc di chuyển đến thăm ngôi sao chỉ có thể tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi.
Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Những ngôi sao cực siêu khổng lồ đỏ là những ngôi sao đang ở giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao. Vật chất trong lõi hóa electron và bị nén rất chặt, vì thế khí quyển bên ngoài bị phồng ra và loãng đi, khiến bán kính của chúng không ngừng mở rộng và nhiệt độ liên tục bị hạ xuống. Có một thực tế khó thay đổi, đó là thông thường những siêu sao khổng lồ có tuổi đời rất ngắn. Đối với NMR sinh nở cũng vậy, tuổi đời ước tính của nó hiện tại chỉ khoảng 8 triệu năm tuổi. Với tuổi đời này, nó là ngôi sao rất trẻ nếu đem so sánh với 4,6 tỷ năm tuổi của mặt trời. Theo các nhà khoa học, ngôi sao có khối lượng hiện tại gấp khoảng 50 lần khối lượng của mặt trời và nó đang trong quá trình mất dần khối lượng qua những trận gió sao. Theo tính toán, ngôi sao có tỷ lệ mất khối lượng lớn nhất từng được biết tới. Theo đó, mỗi một năm, ngôi sao thất thoát khoảng 2 x 10 mũ trừ 4 lần khối lượng của mặt trời. Điều này có nghĩa, một năm ngôi sao thất thoát khoảng 3,98 x 10 mũ 26 kg, tương đương mỗi một giây, ngôi sao thất thoát khoảng 12 triệu 600 nghìn tỷ tấn vật chất. Chính vì vậy, vật chất của ngôi sao sẽ bị thổi bay ra môi trường xung quanh nó. Qua quan sát của các nhà khoa học, họ phát hiện rất nhiều những đám bụi xung quanh ngôi sao và nó đang dần tạo nên một tinh vân bất đối xứng. Các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra những dự đoán là bao giờ ngôi sao sẽ cạn kiệt năng lượng, nhưng thiết nghĩ với tỷ lệ thất thoát khối lượng lớn như vậy, sớm muộn ngôi sao sẽ cạn kiệt năng lượng và điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Một ngày nào đó, ngôi sao sẽ kết thúc vòng đời của nó bằng một vụ nổ huy hoàng siêu tân tinh. Khi đó, các vật chất ở lõi sẽ sụp đổ vào chính tâm của nó với vận tốc khoảng 70.000 km/giây, dẫn đến một sự gia tăng nhanh chóng về nhiệt độ và mật độ vật chất ở tâm. Ở thời điểm hiện tại, với khối lượng gấp khoảng 50 lần khối lượng của mặt trời, theo lý thuyết, những ngôi sao có khối lượng lớn hơn 50 lần khối lượng mặt trời thì kết thúc vụ nổ, nó sẽ tạo ra một hố đen. Nhưng do ở khoảng cách rất xa, cách trái đất 5.250 năm ánh sáng, nên có lẽ vụ nổ siêu tân tinh mà ngôi sao tạo ra sẽ không ảnh hưởng đến sự sống trên trái đất được. Vũ trụ quả thực là khắc nghiệt đúng không các bạn? Những ngôi sao càng lớn, càng sáng thì tuổi đời của chúng lại càng ngắn. Đây là một quy luật không thể thay đổi của vũ trụ. Rất may cho trái đất là mặt trời của chúng ta là một ngôi sao dãy chính với kích thước khiêm tốn. Chính vì vậy, nó sẽ tồn tại rất lâu trong vũ trụ. Ở thời điểm hiện tại, tuổi đời của nó vào khoảng 4,6 tỷ năm tuổi. Và theo tính toán của các nhà khoa học, nó phải mất khoảng 5 tỷ năm nữa, mặt trời của chúng ta mới phình ra thành một ngôi sao khổng lồ đỏ. Người ta đã tính toán và cho rằng khi đó mặt trời sẽ phình ra đủ lớn để nhấn chìm quỹ đạo của trái đất và các hành tinh bên trong. Chính vì vậy, lúc đó mặt trời sẽ nuốt chửng thủy tinh, kim tinh, trái đất, còn các hành tinh bên ngoài có lẽ chúng sẽ bị đẩy ra một quỹ đạo xa hơn. Và lúc này đương nhiên, hệ mặt trời của chúng ta đã quá khắc nghiệt để hy vọng tìm kiếm được một nơi dừng chân ở trong nó. Còn với ngôi sao NMR sinh nở, tính đến thời điểm hiện tại, nó vẫn được xếp hạng thứ 2 về kích thước trên bầu trời. Tuy rằng nó ở rất xa trái đất, cách chúng ta 5.250 năm ánh sáng, nhưng đây vẫn là một trong những ngôi sao đáng được quan tâm nhất trên bầu trời, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Nếu các bạn có những chiếc kính thiên văn trong tay, hãy hướng nó về chòm sao Thiên Nga để quan sát ngôi sao cực siêu khổng lồ này nhé. Còn với các nhà khoa học, họ vẫn ngày đêm quan sát và thu thập những dữ liệu của các ngôi sao cực siêu khổng lồ. Mục đích chính là theo dõi và phân tích quá trình phát triển của chúng. Căn cứ vào những phân tích đó, họ sẽ có những lý luận chặt chẽ hơn cho những lý thuyết hình thành và phát triển của các ngôi sao. Sở dĩ mọi thứ trong vũ trụ mà các nhà khoa học đưa ra chỉ là giả thuyết bởi vì con người mới khám phá và nghiên cứu vũ trụ trong vài thiên niên kỷ gần đây. Chính bởi vậy, nếu đem thời gian đó so sánh với tuổi đời của bất kỳ thiên thể nào trong vũ trụ thì không khác gì một cái chớp mắt trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Chính bởi vậy, các nhà khoa học không thể chứng kiến các sự kiện xảy ra trong vũ trụ được và họ chỉ có thể lập luận bằng lý thuyết căn cứ vào những hiện tượng đã và đang xảy ra trong vũ trụ. Ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh Pisto. Đây là ngôi sao được đặt tên theo tên tinh vân Pisto, là một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh
và là một trong những ngôi sao sáng nhất được biết đến trong dải ngân hà. Như các bạn đã biết, sao cực siêu khổng lồ là một ngôi sao có khối lượng và độ sáng cực lớn. Với Pisto, đây là một ngôi sao xanh có độ sáng gấp khoảng hơn 1 triệu lần cường độ sáng của mặt trời. Chính vì vậy, năng lượng của nó tỏa ra cực kỳ lớn. Theo tính toán, cứ 20 giây tỏa ra năng lượng của sao Pisto thì nó tương đương với mặt trời tỏa ra năng lượng trong vòng 1 năm. Trời ơi, tôi có nghe nhầm không? 20 giây tỏa năng lượng của ngôi sao mà nó tương đương với năng lượng 1 năm của mặt trời. Nhưng đúng như vậy, Pisto là một ngôi sao tỏa ra năng lượng cực lớn. Nhiệt độ bề mặt của nó được ước tính khoảng 21.000 độ K, tức 20.727 độ C. Với nhiệt độ này, nó gấp khoảng 4 lần nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Chính bởi vậy mà nó có một nguồn năng lượng rất mãnh liệt. Qua quan sát và đo hồng ngoại, trên ngôi sao Pisto có luồng gió sao cực mạnh. Theo ước tính thì nó mạnh gấp khoảng 10 tỷ lần các cơn gió mặt trời. Như chúng ta đã biết, gió sao là những luồng hạt điện tích phát ra từ vùng thượng quyền của ngôi sao. Các luồng gió này, nó thường chứa các hạt electron và proton ở năng lượng rất cao. Vì thế, chúng có thể thoát ra khỏi lực hấp dẫn của ngôi sao nhờ năng lượng này. Chính bởi những cơn gió sao siêu mạnh này mà Pisto trở thành một ngôi sao phát ra năng lượng rất mãnh liệt. Còn về kích thước của Pisto, đây là một ngôi sao cực lớn. Bán kính của nó gấp hàng trăm lần bán kính của mặt trời. Theo tính toán thì nó nằm trong khoảng 300-340 lần bán kính của mặt trời. Còn nếu tính ra km thì nó vào khoảng từ 208 triệu đến 236 triệu km. Đây quả thực là một ngôi sao rất lớn đúng không các bạn? Để cho các bạn dễ hình dung về độ lớn của nó, tôi thú vị lấy một ví dụ như sau. Giả sử ta có thể đặt sao Pisto vào thay thế vị trí của mặt trời, thì bán kính của nó sẽ bao phủ vượt qua quỹ đạo của trái đất và gần chạm đến quỹ đạo của hỏa tinh. Chính vì điều này mà các nhà khoa học phân loại Pisto là một ngôi sao cực siêu khổng lồ. Với kích thước lớn như vậy, nếu bạn muốn phóng một chiếc tên lửa với vận tốc 7,9 km/giây để bay qua được ngôi sao, tên lửa sẽ mất khoảng gần 2 năm bay không ngừng nghỉ mới vượt qua được đường kính của Pisto. Về khối lượng của sao Pisto, đây cũng là một ngôi sao có khối lượng rất lớn. Theo tính toán thì khối lượng hiện tại của nó gấp khoảng từ 80 đến 150 lần khối lượng của mặt trời. Nếu so sánh với trái đất thì nó bằng tổng của 50.000 lần khối lượng của trái đất cộng lại. Thật là những con số vĩ đại đúng không các bạn? Một ngôi sao rất to, rất nặng và cũng rất sáng. Nhưng có một điều đáng tiếc là chúng ta rất khó quan sát ngôi sao bằng mắt thường. Câu hỏi đặt ra là, một ngôi sao lớn và sáng như vậy, tại sao ta lại rất khó quan sát nó? Xin mời các bạn cùng tiếp tục đi tìm hiểu nhé! Pisto tuy là một ngôi sao rất sáng và rất lớn, nhưng chúng ta rất khó quan sát bằng mắt thường. Không những vậy, với các nhà khoa học, đôi khi họ còn phải quan sát bằng hồng ngoại mới tìm thấy được ngôi sao. Đây quả thực là một điều rất lạ đúng không? Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến việc vì nó ở khoảng cách rất xa nên ta không thấy được nó. Nhưng điều này không đúng vì sao Pisto chỉ cách trái đất khoảng 25.000 năm ánh sáng theo hướng chòm sao Nhân Mã. Và với một ngôi sao rực rỡ như vậy thì không có lý do gì với khoảng cách 25.000 năm ánh sáng mà ta lại khó quan sát như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra là, điều gì đã tạo nên sự kỳ lạ này? Để giải thích cho sự kỳ lạ này, có lẽ chúng ta sẽ quay ngược thời gian về quá khứ khoảng 4.000 đến 6.000 năm về trước. Theo các nhà khoa học ở thời điểm đó, sao Pisto nó có khối lượng gấp khoảng 2 lần hiện tại, tức khối lượng của nó lúc đó gấp khoảng 250 lần khối lượng của mặt trời. Và vào thời điểm đó, ngôi sao xảy ra một biến động lớn, đó là nó xảy ra một vụ nổ. Qua đó, một lượng vật chất rất lớn của ngôi sao bị bắn ra ngoài không gian xung quanh nó và tạo nên một đám bụi cực lớn mà ngày nay chúng ta gọi là tinh vân Pisto. Tinh vân này nó lớn đến mức nó trải dài trên một khu vực rộng khoảng 4 năm ánh sáng, tức 38.000 tỷ km. Chính vì những đám bụi và khí của tinh vân này bao bọc lấy ngôi sao nên nó rất mờ nhạt khi chúng ta quan sát. Cho nên đôi khi các nhà khoa học còn phải tìm kiếm Pisto bằng hồng ngoại mới tìm ra được nó. Không những bụi ở tinh vân Pisto, dải ngân hà của chúng ta là một nơi vô cùng bụi bặm. Nó bụi đến mức chúng ta không thể nhìn thấy tâm của thiên hà dưới ánh sáng khả kiến. Chính vì vậy, NASA đã đưa kính viễn vọng không gian Spitzer lên để chụp những bức ảnh bằng hồng ngoại.
khi hướng ống kính vào trung tâm của thiên hà, thì ta có thể nhìn thấy rất nhiều các ngôi sao cực sáng và cực lớn xung quanh của tâm thiên hà. Ở đây tồn tại rất nhiều các ngôi sao trẻ, và với Pistol, đây là một ngôi sao còn rất trẻ. Theo tính toán, tuổi của ngôi sao chỉ vào khoảng 2 triệu năm tuổi. Với tuổi này, nó quá trẻ so với tuổi đời 4,6 tỷ năm của mặt trời. Và có lẽ chính vì tuổi trẻ như vậy, nó có một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tỏa sáng rực rỡ trong tinh vân Pistol. Một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh, nó sáng và đẹp rực rỡ như vậy, cùng với một tuổi trẻ mãnh liệt, có lẽ nó đang sống ở giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời nó. Nhưng giống như những ngôi sao khổng lồ khác, Pistol sẽ không tồn tại được lâu. Theo quy luật của vũ trụ, thì những ngôi sao này sẽ có tuổi đời rất ngắn. Qua phân tích và tính toán, sao Pistol có thể chỉ tồn tại trong vòng từ 1 đến 3 triệu năm nữa. Và rồi, nó sẽ kết thúc một cuộc đời của nó bằng một vụ nổ huy hoàng siêu tân tinh. Khi Pistol bước sang giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao, nó sẽ phồng lên, mất dần khối lượng. Cuối cùng, một vụ nổ khổng lồ sẽ đánh dấu sự hủy diệt của ngôi sao này. Nếu lõi của sao Pistol sụp đổ thành một điểm nhỏ vô hạn, thì một hố đen sẽ được sinh ra. Và khi đó, Pistol sẽ bắt đầu tiếp tục cho hành trình mới của nó trong vũ trụ. Khi nó trở thành một hố đen, sức mạnh của nó sẽ lớn gấp nhiều lần so với hiện tại. Với một lực hấp dẫn điên cuồng được tạo ra, trên đường nó đi qua sẽ nuốt chửng toàn bộ vật chất mà nó gặp, kể cả các ngôi sao. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những ngôi sao bí ẩn bậc nhất vũ trụ phần 1. Ngoài các ngôi sao trên còn có rất nhiều những ngôi sao bí ẩn khác mà trong một video Hải Yến không thể liệt kê hết được. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!